khó khăn khi đến sân vận động Vinh. Và ở trận đấu diễn ra vào chiều tối ngày hôm nay ở vòng 4 của giải vô địch quốc gia V-League LS 2021 thì cũng diễn ra như vậy. Sân Vinh chiều nay được đón tiếp 2.000 cổ động viên vào để theo dõi trận đấu. Ngoài ra thì đội chủ nhà cũng đón nhận hai tin vui với sự trở lại của những trụ cột trên hàng tấn công và hàng phòng ngự với tiền đạo Bruno và trung vệ Hoàng Văn Khánh. Và điều đó không chỉ giúp Sông Lam Nghệ An cải thiện khả năng tấn công mà còn giúp họ gia cố sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Chủ nhà Sông Lam Nghệ An sớm đẩy cao tốc độ ngay từ đầu trận và liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ thì đến phút thứ 31, từ quả tạt chính xác của Xuân Mạnh, tiền đạo Bruno Henrique đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng cú đánh đầu mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Than Quảng Ninh đẩy cao đội hình và tạo ra thế trận tốt hơn. Nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm san bằng tỷ số của đội khách đều không thành công. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 cho Sông Lam Nghệ An, giúp đội bóng này có chiến thắng đầu tiên tại mùa giải. Còn Than Quảng Ninh bỏ lỡ cơ hội san bằng điểm số với đội đầu bảng SHB Đà Nẵng. Về trận đấu chiều ngày hôm nay thì về thế trận thì cũng cân bằng. Bên Sông Lam An tận dụng cơ hội tốt hơn trong một tình huống hiệp 1 người ta ghi bàn. Chúng tôi có cơ hội. Các đoàn biệt thì làm huấn luyện viên, nhất là đội bóng. Sau 3 trận chúng tôi không thành công thì thật sự là khi mà nó cũng giải tỏa cho cầu thủ nhất nhiều, nhất là trận 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 thắng. Và chặng đường phía trước mình có nhiều cái niềm tin hơn nữa, tin vào cái những gì mà đội bóng vẫn đang còn vận hành. Còn nhớ ở hai trận đấu khởi đầu mùa giải 2021 của câu lạc bộ Hà Nội, đội bóng này đã thất bại hai trận liên tiếp. Điều đó đã đặt ra rất nhiều nghi ngờ về lối chơi của đội bóng này. Tuy nhiên thì trước khi bước vào đến vòng 3 thì V-League đã phải tạm dừng vì những diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Tuy nhiên sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát thì chúng ta có thể thấy được rằng câu lạc bộ Hà Nội đã trở lại với một bộ mặt hoàn toàn khác. Họ giành chiến thắng trước câu lạc bộ Hải Phòng ngay chính trên sân vận động Lạch Tray. Và trước khi đến với vòng đấu thứ tư thì người ta nghĩ rằng câu lạc bộ Hà Nội sẽ rất khó để có thể giành được chiến thắng trước các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa. Tuy nhiên mọi chuyện diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy thì lại hoàn toàn khác. Thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã có được một kết quả như mong muốn. Có quá nhiều thứ để ảnh hưởng tới kết quả của một trận bóng đá. Đó có thể là trình độ, phong độ, may mắn và đôi khi là cả những vấn đề sát sườn hơn với các cầu thủ, đó là vấn đề lương thưởng. Hôm qua, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã gây bất ngờ khi là một trong những đội bóng hiếm hoi tại giải vô địch quốc gia quyết định trả lương các cầu thủ theo tuần. Điều này rất có thể sẽ là cú ích không nhỏ cho thầy trò Luka Petrovic trong cuộc đối đầu với Hà Nội tối nay. Tốt trước khi bước vào trận. Tung ra sân đội hình mạnh nhất với đầy đủ ngoại binh chất lượng. Nhưng Đông Á Thanh Hóa đã khởi đầu vô cùng khó khăn trước câu lạc bộ Hà Nội. Trận đấu trôi qua chưa được 10 phút, đội chủ nhà đã dẫn trước tới 2 bàn nhờ công của Ngân Văn Đại và Bruno. Sau trận thua trước khiến cho những tờ báo lớn trên thế giới như là Fox Sports Asia hay là Reuters phải bày tỏ lòng thán phục khi đón hàng chục ngàn cổ động viên đến sân mà vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Và ngày hôm nay khi ban tổ chức cho phép số lượng khán giả không giới hạn vào sân thì thiên trường thêm một lần nữa không khiến cho chúng ta phải thất vọng. Trên sân thiên trường, câu lạc bộ Nam Định nhập cuộc đầy tự tin trong sự cổ vũ của khán giả nhà. Ngay ở phút thứ 10, Lâm Anh Quang đã có pha đánh đầu đưa bóng dội xà ngang khung thành đội khách Viettel. 5 phút sau, câu lạc bộ Nam Định vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Osokonan với một tình huống dứt điểm quyết đoán. Nhưng chưa đầy 10 phút sau, câu lạc bộ Viettel đã có bàn gỡ hòa của Pedro Paulo. Cuối hiệp 1, Osokonan ngã trong vòng cấm của đội khách, nhưng trọng tài quyết định không cho Nam Định hưởng quả đá phạt 11m. Khoảng thời gian đầu hiệp 2, câu lạc bộ Viettel có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ cú đánh gót đầy kỹ thuật của Pedro Paulo. Trọng Hoàng có pha chạy chỗ và dứt điểm khéo léo để đưa bóng vào lưới thủ môn Hồ Văn Tú. Những phút sau, đội chủ nhà cố gắng dồn lên tìm bàn thắng gỡ hòa nhưng không thành công. Chung cuộc, Viettel thắng Nam Định 2-1 trên sân thiên trường. Nam Định họ cũng có tạo ra được rất là nhiều về cơ hội nhưng mà họ cũng không có được cái may mắn. Và chúng tôi hôm nay thì chúng tôi có rất nhiều cơ hội và chúng tôi cũng tận dụng cái cơ hội tốt hơn và chúng tôi cũng có cái chiến thắng hôm nay.
dẫn đến quả 11m 10 đá sau như vậy, nhưng mà trọng tài thắng thủ nếu mà dẫn đến quả 11m thì cái cục diện trận đấu, cái tinh thần của các cầu thủ sẽ khác. Trên sân Thống Nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh thì một trong những trận đấu rất được chờ đợi ở vòng 4 đó là cuộc đọ sức giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Sài Gòn. Và đúng như tính chất của một trận derby thì trận đấu này đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, kịch tính cho tới những phút cuối cùng. Sự ổn định trong lối chơi của đội bóng này. Còn về phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, trận đấu derby sẽ là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Phồn Kinh lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau trận thua trước Than Quảng Ninh ở vòng đấu vừa qua. Ở trận đấu đầu tiên dẫn dắt câu lạc bộ Sài Gòn, huấn luyện viên Shimoda không thực hiện quá nhiều sự thay đổi về đội hình so với người tiền nhiệm. Ở hiệp 1, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với sự cơ động của bộ ba tiền vệ giữa sân là Lý Nguyễn, Hoàng Thịnh và Văn Thuận thi đấu lấn lướt. Dù vậy, đã không có cơ hội thực sự nguy hiểm nào được tạo ra và hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Ngay sau giờ nghỉ, từ một tình huống phản công, câu lạc bộ Sài Gòn được hưởng một quả đá phạt đền. Dù vậy, ở khoảng cách 11m, thủ môn Thanh Thắng đã có phản xạ xuất sắc để cản phá cú sút của tiền vệ Masui. Tinh thần lên cao sau tình huống này, các cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gia tăng sức ép về phía khung thành của đội bóng áo xanh, nhưng cũng phải đến phút bù giờ cuối cùng, cơ hội rõ ràng của thầy trò huấn luyện viên Phồn Kinh mới đến khi đội bóng này được hưởng quả đá phạt đền. Trên chấm 11m, Lý Nguyên dứt điểm lạnh lùng mang về chiến thắng tối thiểu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ở trận đấu diễn ra sớm nhất vào ngày hôm nay thì SHB Đà Nẵng có chuyến làm khách đến sân của đội bóng Tân Binh Topelen Bình Định sân vận động Quy Nhơn. Với điểm tựa sân nhà Quy Nhơn, Topelen Bình Định khởi đầu trận đấu đầy hứng khởi và chỉ cần 8 phút bóng lăn, đội bóng Tân Binh giải đấu đã mang về niềm vui cho những khán giả nhà. Xuất phát từ pha tranh chấp ngay sát vòng 16m50, Hồ Tấn Tài tung cú sút xa hiểm hóc không cho thủ môn Tuấn Mạnh cơ hội cản phá, mở tỷ số của trận đấu. Trong hiệp 1, những cơ hội đáng chú ý của SHB Đà Nẵng đều đến từ chân sút người Brazil Rafenson. Tuy nhiên, điểm chung của những pha dứt điểm này là đều đưa bóng đi không chính xác. Như vậy là sau 3 trận đấu diễn ra trong chiều và tối ngày hôm nay thì hiện tại thứ tự trên bảng xếp hạng của giải bóng đá vô địch quốc gia LS 2021 đã có những sự thay đổi như sau. Với chiến thắng ở vòng đấu thứ tư thì đơn kim vô địch câu lạc bộ Viettel và Topelen Bình Định đều có được 7 điểm và tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 và thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng dù để thua ở trận đấu chiều nay vẫn tạm thời giữ vị trí số 1 với 9 điểm. Tuy nhiên, ngôi đầu bảng xếp hạng có thể sẽ thay đổi khi Hoàng Anh Gia Lai, BKM Bình Dương và Hải Phòng thi đấu vào ngày mai. Trong khi đó, ở nửa dưới của bảng xếp hạng, Sông Lam Nghệ An, câu lạc bộ Hà Nội cũng đã cải thiện được vị trí của mình so với vòng đấu trước. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội bóng duy nhất cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có được điểm số nào và tạm thời đứng ở cuối trên bảng xếp hạng.